bình thường thì các phiên bản sau, những cái phiên bản mở rộng thường nó sẽ đều giữ lại một cái gì đó DNA của cái bản cũ. Tuy nhiên thì với cái MCM Ultra này thì mình lại thấy nó khác 100%. Chào cả nhà yêu mùi hương Missy và Phum. Đây lại là một cái video về MCM Eau de Parfum. Tuy nhiên thì trong video này Vi sẽ so sánh cả Eau de Parfum lẫn bản Eau de Parfum Ultra này. Thì bởi vì chai em này là chai nước hoa mới ra vào khoảng tháng 7 2022, còn bản Eau de Parfum thì nó lại ra mắt vào khoảng 2021, vào khoảng tháng 3 thì phải. Và cái chai này thì thực ra đoạn thời gian đó mọi người thích nó rất là nhiều, đồn đoán rồi đi tìm săn nó rất là nhiều, nhưng mà sau đó thì Vi lại thấy là hình như là mọi người lại thử xong mọi người cảm giác là không thích lắm á. Tại vì cho tới cái khúc sau này thì cái trend cũng đã đau xuống. Thấy rõ nhất là bạn có thể lên Fragrantica để bạn xem cái hướng xu hướng của nó. Bạn sẽ thấy là với cái em này thì nó lại hơi đi xuống một chút xíu. Em này nó tạo ra một cái mùi hương của quả mơ rất là thơm và rất là sảng khoái. Và thật sự nha, vì chưa tìm thấy em nào nó tạo ra cái mùi hương được như em này và rất là thích. Tuy nhiên thì cái độ bám của nó không có nhiều. Và ngoài cái tông quả mơ đó ra thì Vi thấy nó không có tạo được ấn tượng ở cái tông hương nào khác cả. Nó giống như là một cái mùi hương rất là đơn giản, đúng chất là sảng khoái và chấm hết. Cho nên là em này thì nó bị một cái là nó không có chiều sâu. Nhưng mà cái em Ultra này thì nó lại khác đi rất là nhiều. Và thực sự là khi mà Vi thử cái em Ultra này, Vi không nghĩ là cái mùi hương nó có thể khác nhiều đến như vậy. Vi tưởng là nó sẽ giữ là một cái gì đó của MCM Eau de Parfum, nó vẫn có thể là một cái mùi hương mát, một cái mùi hương quả mơ, nhưng mà là một cái chuyển biến nó khác hơn thôi. Nhưng mà em này khi mà xịt ra lúc đầu thì mình lại có cảm giác là nó giống như là Good Girl của Carolina Herrera hơn. Bởi vì MCM Ultra thì giống Good Girl ở một điểm là nó đều lên hương ngọt từ hoa huệ và hoa nhài. Cho nên là cái nốt hương của nó sẽ hơi có cái gì đó, nó mềm mềm và nó ấm. Tuy nhiên thì nếu như mà Good Girl nó còn có một cái vị béo khá là rõ từ hạnh nhân. Còn với em MCM Ultra thì lại tạo ra một cái nét ngọt, nó mềm, nó tròn, nó tối từ tiêu hồng. Tuy nhiên thì nó lại không có cảm giác nó béo quá nhiều. Nó chỉ hơi giống một chút thôi. Và nó thực sự là nếu mà bạn xịt cùng một lúc Good Girl với lại MCM Ultra, lại thấy nó cả hai cái ở cái tông đầu nó rất là giống. Tuy nhiên thì MCM Ultra này nó có một cái rất là hay là cái mùi của nó giữ được khá là lâu, có nghĩa là bị xịt ở trên da đâu đó tận 5 đến 10 phút thì nó mới xuống mùi, nó mới bắt đầu nó bay đi cái tầng đầu tiên, có nghĩa là cái tầng đầu tiên mà nó có thể tồn tại rất là lâu luôn. Và nó làm cho Vi nghĩ cái mùi hương của nó là một cái mùi hương dành cho đêm tiệc và hẹn hò, một cái mùi hương dành cho ban đêm, cho đến khi nó thật sự nó dry down lại trên da thì Vi mới thấy là nó chuyển sang một cái mùi hương khác đi. Và giống như là cái khúc đầu nó tối bao nhiêu thì cái khúc sau nó là sáng bấy nhiêu. Và ở đâu đó bạn sẽ ngửi thấy một cái mùi hương của quả lý chua đen. Và cái mùi hương của lý chua đen này nó không có nhiều, nó cũng không có quá rõ, mà bạn chỉ cảm thấy được một chút xíu vị chua nó được cân bằng lại với cái nốt hương của hoa nhài, hoa huệ và quả đào. Cho nên nó làm cân bằng hơn cái nốt ngọt này. Và bạn sẽ thấy là cái nốt ngọt này nó sáng hơn, tươi hơn, nó tròn vị hơn, nó không mang cái cảm giác mùi ấm, tối và dày giống như cái nốt đầu hực đầu nữa. Làm cho Vi nghĩ đến nó là một cái chai nước hoa dành cho ban ngày, dành cho những cái lúc đi làm và đi chơi, chứ nó không phải là một chai dành cho hẹn hò nữa. Cái mùi hương kiểu ngọt của nó sáng hơn rất là nhiều. Và cái dạng mùi hương này thật ra nó không phải là một cái mùi hương quá đặc biệt hay là quá ấn tượng, mà cái vị hương đào của em này nó làm cho Vi nghĩ đến Mayberry Eau de Parfum á. Cái nốt ngọt đào của nó giống như kiểu là đào chín đó. Tuy nhiên thì trong em này bởi vì nó có lý chua đen cho nên nó sẽ làm cho cái mùi hương nó trở nên nó sáng hơn nhiều. Và nếu mà so với lại MCM Eau de Parfum thì riêng Vi đánh giá là Vi thích cái em MCM Eau de Parfum hơn. Ngoại trừ cái việc là cái mùi hương nó không có giữ được lâu và cái nốt hương nó cũng không có tồn tại nhiều, thì cái em này nó sẽ cải tiến hơn một chút, đó là nó sẽ tồn tại trên da lâu hơn. Và đặc biệt là cái mỗi cái tầng đầu thôi nó đã kéo đến khoảng 5-10 phút rồi, và cái tầng 2 của nó sẽ cứ ngọt, mà cái kiểu ngọt thoảng thôi. Nhưng mà khác ở một điểm so với lại Mayberry Eau de Parfum là cái vị ngọt của em này khi lên da nó lại trở nên nó thoáng hơn, có nghĩa là nó không có tạo ra một cái vị ngọt nó quá mức rõ, mà là một cái vị ngọt nó nhẹ nhẹ, nhạt nhạt. Mình biết là nó ngọt từ quả đào đó, nhưng mà nó lại không có quá nhiều, cho nên là rất là dễ chịu và nó thoảng.
Và MCM Ultra bạn sẽ thấy là bạn dễ dùng hơn trong rất nhiều dịp, nó đa dụng lắm. Nếu mà bạn dùng đi làm, bạn có thể xịt một shot, hai shot ở hai bên vai, vài shot, ba bốn nhát, nhưng mà một chỗ chỉ cần một nhát thôi. Nhưng mà khi mà bạn dùng đi tiệc, bạn có thể xịt một vị trí mà 2 cho đến 3 nhát, thì nó lại trở thành một cái mùi hương, nó trở nên đậm hơn, nó dày hơn, và bạn hoàn toàn có thể dùng để đi hẹn hò mà không cần phải mang theo chai nước hoa khác hay là thay đổi mùi hương khác. Còn với MCM này thì Vi lại yêu thích ở một điểm là bởi vì cái nốt sáng của nó sáng cực kỳ rõ và cực kỳ thanh, cho nên là hai em này nó tạo nên hai cái phong cách cực kỳ khác biệt. Một em là năng động, dễ thương, sảng khoái, còn em này thì lại thiên về mùi hương quyến rũ, thanh lịch và ngọt ngào. Theo Vi dự đoán, nó sẽ là một cái mùi hương mọi người rất là thích bởi vì nó dễ sử dụng, và ở một cái phần nào đó Good Girl hơi tối và hơi ngọt, dày đặc quá. Đôi khi mình cảm thấy mình ngợp với cái mùi hương đó và mình rất là khó sử dụng vào ban ngày. Đặc biệt là Vi thấy Good Girl mọi người thường mua vào những cái mùa cuối năm, những cái lúc mà mọi người có nhiều tiệc tùng và trời nó bắt đầu se lạnh thì mọi người mới mua nhiều hơn thôi. Chứ bình thường rất là khó dùng cái Good Girl. Và với những ai mà yêu thích cái dạng tông mùi hương của Good Girl, nhưng có muốn dùng vào những cái mùa hè và ban ngày đi làm và những cái dịp bình thường, thì mình có thể thử MCM Ultra này. Nó sẽ là một cái phiên bản mà bạn dễ sử dụng hơn rất là nhiều. Và quan trọng hơn là độ lưu hương của nó. Ở trên da của Vi nó có thể lưu khoảng chừng 5 đến 6 tiếng. Và nó là một cái mùi hương rất là dễ chịu. Mặc dù nó có nét ngọt, nhưng Vi khẳng định là nét ngọt nó không có bị ngợp nha. Cho nên là khi mà bạn xịt ở trên áo, thì thường á, là ở trên da tầm 5-6 tiếng, thì trên áo nó sẽ khoảng 7 tiếng đến 8 tiếng. Còn khi mà bạn xịt nhiều hơn thì chắc chắn là cái mùi hương nó sẽ lưu lâu hơn nữa. Còn về độ tỏa thì MCM Eau de Parfum mặc dù là một chai nước hoa mùi tươi, sáng, quả mơ, nhưng mà cái độ nhạt của nó khá là rõ, cho nên là nó không có làm cho mình ngửi thấy quá xa. Theo kiểu là Vi xịt ra ngay ở đây thì các bạn đứng trong vòng bán kính tầm 1 mét bạn có thể ngửi thấy, nhưng mà xa hơn thì có lẽ là hơi khó. Còn với MCM Ultra này, mình tưởng mùi ngọt, mùi dày nó bay không nhiều, nhưng mà thực tế Vi xịt ở đây cách khoảng 2-3 mét vẫn có thể ngửi thấy được. Cho nên về độ tỏa thì MCM Ultra này nó hơn MCM Eau de Parfum. Và đó là những cái cảm nhận của Vi về MCM Eau de Parfum và bản Ultra mới này. Còn bạn thì bạn yêu thích bản nào hơn và bạn đã thử em này chưa, thì đừng ngần ngại đến Missy để thử nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye.